Ui thấy không, sắc như dao cạo, ngọt như miến ùi. Bác cũng biết là ở trên mạng có rất nhiều bạn bảo lem nhà bác ngọt quá. Thế là trong 2 tuần qua, bác đã âm thầm tăng độ cay lên, giảm độ ngọt xuống. Và bác đã nhận thấy lượng phản hồi về lem nướng phên ngọt quá đã giảm đi rất nhiều. Để ý kỹ mà xem, có rất nhiều miếng ớt nhỏ nhỏ trên miếng nem. Ớt tươi tự nhiên 100% đấy nha. Ngoài ra thì dầu cũng được tẩm ướp nhiều hơn để miếng nem mềm hơn. Nhìn thử bác xé đây này, rất dễ dàng. Nem mới ra lò ăn ngon lắm mọi người ạ. Mọi người xem video thì cũng thấy rồi đấy. Hôm nay có rất nhiều các chị em nông dân đang làm việc cho bác. Tất cả là nhờ vào đơn hàng của mọi người đây. Hàng đơn hàng, cứ phải làm hết rồi nhá. Còn về sạch sẽ an toàn, lúc nào cũng là số 1.